bắt gặp em gái tập quay tấp tấp, người chị vội bóc phốt lên mạng vì trông quá ảo. Có thể nói TikTok là mạng xã hội được rất nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay, bởi đây là nền tảng có khá nhiều video ngắn thú vị. Bên cạnh đó cũng là sân chơi cho tất cả những ai thích sáng tạo nội dung với việc dễ dàng quay clip rồi upload lên để thu hút nhiều lượt view cũng như lượt thả tim yêu thích. Tuy nhiên vì được tích hợp khá nhiều filter có khả năng làm đẹp nên hầu hết những video xuất hiện trên đây trông khá ảo. Cụ thể là đẹp hơn so với thực tế khá nhiều nên từ đó hội chị em cũng thích thú hơn hẳn. Và mới đây, một người chị đã hài hước bóc phốt em gái của mình lên mạng khi ghi lại hậu trường quay tóp tóp của em gái, làm dân tình không nhịn được cười vì thực tế có phần khác xa so với video trên TikTok. Theo đó, video được cô em nhỏ tuổi nhép theo bài hát được quay trên ứng dụng TikTok có kèm filter làm đẹp nên trông khá ảo. Có thể thấy da em rất trắng cùng môi đỏ, má hồng làm không ít người phải suýt xoa. Tuy nhiên, khi người chị lia máy qua chân dung người em thực tại thì có phần hơi khác so với bản video trên. Rõ ràng nhất là làn da hơi đen sạm của em, môi cũng không được đậm đà son phấn như video được quay bằng TikTok. Cô chị gái còn vui tính đăng clip của em mình lên trang cá nhân với dòng trạng thái: đừng ai tin video trên top top nha, với ý muốn nói rằng các em gái trên mạng ảo lòi lắm. Sau khi video được viral với hàng triệu lượt xem, cư dân mạng cũng không khỏi để lại những bình luận hài hước về tình huống này của hai chị em. Nhiều người cho rằng cô em gái ngoài đời vẫn có nét gì đó xinh cực phẩm, chỉ có điều là da không được trắng bằng trong app thôi. Tương lai sẽ đốn tìm nhiều thanh niên lắm đây. Em có nét đẹp gì đó rất giản dị mà cuốn hút. Filter trên TikTok nợ anh em con trai chúng tôi một lời xin lỗi. Lên mạng nhìn ảo tung chảo các bác ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.